Hôm nay chào mọi người đến kênh của mình ha. Rồi, hôm nay có nhiều số ấn đồ mọi người ha. Mọi người coi có món nào thích hợp với công việc của mình thì liên hệ mình ha. Rồi, mọi người nhớ lưu ý ha. Những món này chưa bao gồm phí ship nha mọi người ha. Rồi. Rồi mọi người lưu ý là những cái số nào mình còn á thì mình lúc mình đăng bán á, thì còn á, thì mình sẽ nhắn lại ha. Còn như ví dụ như mọi người nhắn mình á, cái số đó mình bán rồi mình sẽ không nhắn lại ha. Rồi mọi người thông cảm ha. Rồi. Rồi mình mã số 1 vô cây National ha, Bù Long đó. EZ7541 ha. Rồi DC1444 ha. Đó, máy da bằng ha. Đó, màn hình còn khá ok ha. Đó, mình bán máy pin 1,4 triệu mọi người ha. Pin zin luôn, pin 3A ha. Đó, pin da bằng luôn. Rồi. Xe còn đẹp ha. Đó. Pin zin luôn nha. Đó. Rồi. 3A ha, rồi. Đây. Bên này BL ha, không than ha, không chỗ than ha. Đây nó mất tem cái này nha mọi người ha. Đây. Đây mình test mọi người xem. Đó chiều ha. Rồi tốc độ 2 nè. Đó đèn ha. Tốc độ 3 nè. Cái này khá là mạnh đó nha. Gọi vô nè. Đó, đó. Bố gọi ra ha. Rồi. Máy pin ha. Đó. Da băng luôn nha. Đó. Đây mình ra cái đầu rồi. Đó, cũng không rơ máy ha. Đó. Đầu rơ thôi. Không đáng kể ha. Những cái máy nào cũng vậy thôi. Đó, rồi. Đó. Không rơ ha. Nó hơi đạn giống như mấy xài rồi thì nó hơi hơi rơi chút đỉnh thôi chứ không phải là nó xài bạc mà mọi người ha. Đây test sạc mọi người xem. Đây. Đó, pin nhận sạc luôn ha, pin này còn cầm tốt luôn nha mọi người. Mình bao mọi người pin này cầm tốt ha, zin đẹp ở trong đó. Rồi nói chung là mình đó, máy mình bán chiều tư nha mọi người ha. Mọi người có sạc mà lưu ý cái sạc này phải sạc 81 nha mọi người, giờ cấy được adapter vô rồi sạc ha. Đó đây đầu đó, ngoài hình tem bên đây còn đẹp ha. Đó, mình còn đó, tem này nó bớt ha. Đầu ok rồi, mã số 1 bán máy pin ha, Bù Long ha. Con này mở ốc tặng 19 đô lại ha mọi người ha. Rồi, mã số 1 bán cây National bay da băng ha. Chiều tư mọi người. Rồi, mã số 2 bán 350 mọi người, cưa combo mới ha. Cái này cũng như còn mới trên 90% luôn ha. 350 còn hợp luôn ha. Nghĩ này chắc nó chưa lần nó bỏ hay sao hay là chưa cưa luôn này. Mới tin. Skill da băng ha. Ha. Đây. Mới tinh luôn ha. Đó cái lưỡi này. Đó. Này là do bãi ha, dính dính. Rồi, mới tinh. Đó. Này là do dính bãi ha. Đó, cái lưỡi còn cực kỳ mới luôn ha. Đó, hai nấc rồi ha. Đó. Đó, này cái này ha. Đó. Đây. Khá đẹp nha mọi người. Đó. À, nấc này bấm lên. Đó. À. Thế gì cứu cũng được nha. Đó. Đó. Đó ha. Thôi người đã gì cứu cũng được nè. Đó. Rồi. Đó, thái thẳng luôn ha. Rồi bán cái cưa này mã số 2 là 350 cho mọi người ha. Đó, cầm hộp luôn ha. Còn như mới luôn. Đó. Đó, mềm hơi bị bể chút nha mọi người. Đó, rồi mã số 2 bán cái cưa 350 ha. Rồi mã số 3 bán một dây bình nè mọi người. Đó. Dây này cũng hàng bãi luôn mà không thấy chữ, bán 280 thôi ha. Đó, còn như mới luôn, còn đẹp ha.
Đó. Đây, dày đo khoảng hơn khoảng 30 rưỡi thôi ha. Đây. Đó. Đó. Bãi mà không thấy là chữ ha. Đây mình đo kích thước cho mọi người, cái đường kính dây là nhiêu. Bảy đi sáu rồi ha, bảy đi đó, rồi đó chỗ này, bảy hai ha, đó trên đây là đó, bảy đi tám ha, đó, rồi đó cái đầu kẹp này cho mọi người xem, rồi chiều dài của kẹp khoảng 13 mọi người ha, đó hai bên luôn ha. Nói chung là đầu kẹp khá đẹp, khá mới luôn này. Dây không bị nứt ha. Đó, mình xem này. Dây dẻo ha. Đường kính dây khoảng 78 đó mọi người. Rồi, mã số 3 mình bán là giá là 280 ngàn luôn ha. Đó. Rồi dây này dài khoảng 3 mét rưỡi ha, từ báo khoảng gần 3 mét rưỡi luôn ha. Rồi. Mã số 4 mình bán một cây một lưỡi này là 150 nha ha. Đó. Có hai lưỡi nè. Mỗi thứ hai lưỡi nè, lưỡi RS ha, đây mình giới thiệu từng lưỡi. Hai lưỡi này giống nhau ha, bán cho bằng luôn. Đó. Mới chưa xài mà. Rồi. Đó. Chiều dài ha, đó là chiều dài rồi xem. Tổng chiều dài cái lưỡi khoảng 32 nè ha. 32 mà tới hết cái lưỡi khoảng chừng 37 38 ha. Đó, tới độ cắt được khoảng 32 ha. Đó. Đó, đây. Mới tinh luôn ha. Đó, chưa sử dụng nha mọi người, đây. Hiệu Kokio da băng nè ha. Đó, người về có cán thì thay vô ha, đó, bán 150 cái ha, nguyên bọc luôn. Mới tin luôn. Đó. Có 4 lưỡi ha, 2 lưỡi. Đó, lưỡi nào là cũng 150 cái ha. Người lưỡi lưỡi xanh lưỡi đỏ đi ha cho dễ tính ha. Đó. Đây, lưỡi đỏ đây. Đó, cũng anh cho bằng này chưa mình không khui luôn ha, à, nó còn dính cho bọc nào rồi đó. Chiều dài lưỡi này khoảng 30 nha mọi người ha, đó, tới đây 30 nè, tổng chiều dài tới lưỡi là khoảng 34 ha, đây bây giờ cho cứ gấp đó, cứ gấp nó mọi người, đây 30 nè ha. ABARS đó mọi người, có cái thân có cái này thì mọi người gắn này vô ha, 150 nha mọi người đó. Lưỡi bánh cho băng luôn. Đó, ARF bánh cho băng ha. Đây. Mới tinh luôn. Đó, hai lưỡi ha. Rồi, 150 lưỡi nha mọi người. Đó. Rồi, có 4 lưỡi ha. Mọi người lưu ý nhắn cho mình cái này nha. Lưỡi màu đỏ nè. Cho dễ ha. Rồi, lên chốt cái lưỡi màu xanh ha. Đó, thì mình phân biệt vậy ha. Rồi mã số 5 mình bán một cọng dây hơi đó, đây dây này nói chung mình thử là không xì nhưng mà nó dính đen thôi rồi đó, 200 ngàn ha. Đó, mình đo khoảng dài gần 4 mét đó. Đó, đo kéo dài ra vậy nè, đó gần khoảng 4 mét cho kéo cỡ này thôi ha. Đây hai đầu ha, này cũng dây nó cũng đó, cũng hơi đó vậy ha. Đây có hai đầu này ha, mà không thấy chữ nha mọi người ha, đó nào mình nói hàng bãi nhiều lấy có cũng đâu có chữ đâu đó, đó đầu đực ha, bên đây đầu ren ha, đó đầu ren này cho mọi người xem, đó mình hai lấy mọi người ha, đó cái ren đó 27 ha, đó. Rồi mã số 5 mình bán cọng dây này 200 ngàn nha mọi người ha. Đó, người về dùng về dùng. Đó, tháo này ra ha. Rồi, số 5. 200.
Rồi mã số 6 anh bán một cây như này nè. Xài bằng mười xài bình cũng được ha, đầu 1 1. Đây. Đầu 1 4 nè mọi người. Đó, 6. À 6 ly 4 ha, đầu 1 4 ha. Đó. À. Rồi. Đây, hiệu đó. Roda ha. Đó, tốt. Đây. Đây ha, chiều dài của nó đâu đâu mọi người xem. Mười lăm năm ha. Đó. Công tắc đây ha. Đó, đảo chiều là chạy trên đây ha. Đó, cộng dây ha. Đó, này đánh dấu cho dây dương luôn. Đó, test mọi người xem. Đó. Đảo chiều nè. À, đảo chiều lại. À, đảo chiều qua. À. Rồi, cái này đó mọi người mua thì đó mình thấy về test chạy vậy ha. Đó, bán 200 ngàn ha. Mã số 6 ha. Đó, mình bán vậy ha. Đó, người xem vậy, coi hợp lý về nghiên cứu làm gì ha. Này mở trong mấy cái góc nhỏ cũng được rồi. Rồi 200 ha. Rồi mã số 7 bán cái đèn pin luôn. Đó, cái bịch này luôn, chắc bỏ cho đây. Đèn pin Bonati 12V ha. Bán bản số 7 bán 200 luôn rồi. Đó. Đây. Halogen ha, 12V ha. Mã của nó là BF nè. 697 ha. Đó, chân âm dương ha. Đây là chiều dài nó đây. Dài khoảng 9 phân rồi ha. Đó. Nó có túi để đựng cho đây. Đó. 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 Rồi em test mọi người xem nè. Này cắm chân nào cũng được nha mọi người ha. Đó, để vô. Đó, sáng ha. Bảo trợ nè. Đó. Đó. Này nó ti mình xài pin nó gì ha. Này mua sưu tầm thì lại đấy. Đọc đọc rồi mua đó ha. À, ha tiện ha. Rồi mã số 7 mình bán cái đèn pin này giá 200 ngàn nha mọi người ha. Đó đây mã số 7 ha, có túi luôn halogen ha. Mã số 8 mình bán 450 nha mọi người, cái vòi nước hiệu Sonki nè. Xe nan nha. Đó này chiên chiên làm vòi nước của Nhật luôn ha. Đó này, này tiêu chuẩn Nhật nè. Đó Nhật nè, nội địa Nhật xài này ha, có hai mặt đó. Đây đó mới tình luôn mà này mất cái bọc ha. Đây người dẫn này vô ha. Đó này xài vẫn được ha. Này này nhìn đúng chất lượng luôn. Đó bằng đồng. Đó, này nặng chứ, đồng quá nhiều. Đó. À, đây mình đo chiều dài cho mọi người xem trước. Chiều dài của cái giòi này khoảng 9 phân ha. Đó, tới cái miệng này ha. À, cái này dài ra khoảng 18 hơn rồi ha. Đó. Có chia này luôn ha. À, đo đường kính lõi này chắc do nước bình thường được rồi. Rồi ren của nó khoảng 20 ha. 26 ha. Đó. 20.5 ha. Đó. Đó thì mình bước ren ha. Đó, dặn vô ha. Rồi, như quay coi nè. Đó. Đó. Khá đẹp ha. Đó. Mới chưa sử dụng luôn nha mọi người. Đó, này cầm khá chất lượng, nặng ha. Đó, còn hợp luôn. Điều này là chiên của giò nước của Nhật luôn rồi. Đó.
hộp nó đắt thôi. Rồi bán cái hộp nước này 450 nha mọi người ha. Đó. Rồi 450.000. Rồi máy số 9 mình bán 2 hộp bún khoang này 300 nè. Đây. Giờ bằng ha. 7.3 nè, 6 mũi nữa ha. Hai thép chất lượng cao nè ha. Đó. Hai vít đó. Để lấy lại mũi ra cho mọi người xem. Đây. Đó, 7.3 nè ha. Đó. Đóng tiêu chuẩn Nhật luôn nha mọi người. Đó. Hai cái hình mặt trời đấu lại nhau nè ha. Đó, 7.3 ha. Rồi, mũi này dài. Mũi này dài khoảng 11 ha, 11 năm ha. Đó, 11 2 ha. Đó. Rồi, một hộp này. 6 mũi nha, một hộp này 6 mũi hộp. 2 3 4 5 6. Rồi, hộp này nè, đây. Cũng 7.3 ha, 6 mũi luôn ha. Đó, giá bằng luôn ha. Đây. Đó, bằng luôn ha. Rồi đó chiều dài của nó 11 ha. Đó. Đây 73 luôn nè, đó tiêu chuẩn Nhật luôn nè. À, hai hàng mặt trời nội địa Nhật ha. Đó. Hai hộp này mình bán giá là 300.000 nha mọi người ha. Hai hộp ha. Đó, máy số 9. Rồi máy số 10 mình bán đây. 150 nè. Gồm mũi vừa sale nè ha. Mũi vừa sale cho băng nè mọi người. Đó, và sale cho bạn ha. Đây chiều dài của mũi là đây. Sáu con tư ha. Đó. Rồi gồm mấy mấy mũi này nè mọi người, để đo chiều dài cho. Mũi dài nhất là khoảng đây. Để đo như vậy đo nè. Đây. Mũi dài nhất là khoảng 9 thi ha. Đó, tới đây nè ha. Đó, mũi kế nó khoảng 8 ha. 7.5 ha. 7 phân ha. Đó, đây USA nha mọi người ha. Đây mũi này cũng Mỹ nha. Đó, USA ha. Đó. USA nó hết luôn. Đó. Đây 5 nè. Đó, 4 nè, 3 nè, 2 nè, 2 chấm nè, 2 cộng nè ha, 2 trừ 2 cộng ha. Đó. Đây cả ha. 6 mũi với mũi này nha. Mũi này cũng Mỹ ha. Mũi này đó mình bán vậy là 150 ha, số 10. 150 ha. Rồi số 11 mình bán một cây nhít nè mọi người, của Đức á, Quy Ha nè. Đó, hiệu Quy Ha đó mà chút ha. Qualitas nè, Van Molibon nè ha. Magic Money nè ha. À, 380 ha. Đây, này lấy ra được nè mọi người ha. Này đặng đầu 6 ly ha. Đó, đo chiều dài các bạn xem. Đây, tổng chiều dài nó 23 ha. Đây. Này gắn vô vậy mà nó vẫn hít nhau người ha. Đó. Đó. Hít lên luôn á. Đó, hít mạnh lắm nhau người. Đó, trong đây nó thêm mấy lưỡi nữa. Đây, đứt nữa ha.
Đây. Một lưỡi nè. Một lưỡi. Hai lưỡi. Ba lưỡi. Bốn lưỡi. Năm lưỡi với lưỡi này là sáu ha. Đây. Đây. Đó, sáu mũi ha. Đó, một mũi nè. Một mũi dẹp là hai, ba mũi dẹp ha. Đó, ba cỡ ha. Đó, đây nè, ba mũi ba ke ha. Đó, là sáu mũi ha. Đó, xài chỗ này ha. Rồi. Đây. Cái này nó bọc nhựa luôn ha. Không biết cái này có cách điện không, mình không cần ha. Đó, ok ha. Đó, một này với sáu mũi đó đi theo. Giá là 160, 150 luôn ha. Đó, mã 11 nha mọi người. Rồi, mã 12 mình bán một cộng dây an toàn ha. Đây, 250 ha. Đây, mã 12. Đó. Cái này có móc mà. Cái sự chính xích, đó, móc. Rồi, chiều dài móc trước cho mọi người xem. 20 ha. Đó, chiều dài cộng dây là khoảng mét rưỡi hơn ha. Đó, dây dài khoảng mét rưỡi nha. Dây này nè. Dây cắt cú luôn ha. Rồi, đây nó có cái túi nhỏ nhỏ vậy nè. Đó. Để đựng đồ ha. Đây. Móc nó Tokyo luôn ha. Đó. Đây. Nhật luôn ha. Đó, này thì cũng là các nhìn cái này là biết nội địa Nhật này rồi. Đó, ha. Đây. Toyo Sabel ha, dây an toàn ha, hiệu Toyo nè. Đó. Đó, móc nó chất lượng ha. Đây, nó có túi nhỏ ha. Rồi. Bán cộng dây này giá 250 cho mọi người ha. Đó. Mã 13 ha. Mã 12 ha. Rồi mã 13 mình bán một cây xịt nè, 550 luôn. Cây này mới chưa sử dụng luôn ha. Đây. Chiều dài của nó là khoảng cho 70 mấy rồi, 72 ha. Đó. Đây, đuôi dặn vô xịt thuốc phun xe phun xương hay gì ha. Đây, đầu này dặn đến được mà mình không có đó. Dặn được ha. Đây. Mình người người cha lên mã nó là này tê đó. TW700 ha. Đó. Nagagata nè, đó. Này phun thuốc hay gì ha. Đó, biết cái này chỉnh được cái gì đây nữa mọi người. Này cũng Nhật luôn ha. Đó, còn catalog luôn. Đây. Đó, người cha lên ha. Đây, chỉnh được luôn ha. Đó. Này, đây mặt da băng rồi ha. Đây. Đó. Này tại da mấy da băng ha. Đó. Đó. Rồi, cây này phun thuốc hay gì ha. Đó mới cho mọi người, mình không có khui luôn. Đó còn catalog luôn, da băng nè. Đây, thông số nữa nè. Nhìn đề tiếng Nhật 03.3 nè. Đó. Này da băng trên đây nha mọi người ha. Đó. Để mình đo phi này coi nhiêu. Đường kính nó khoảng 12 mọi người ha. 12, 8 ha. Đó. Rồi cái này mới tinh ha. Rồi giá là xịt thuốc hay phun sữa phun thuốc thì sâu vậy mọi người. Đó, 7 phần không biết có dài hơn nữa. Thì mình cũng chưa có không biết đó. Này có cái khớp nối. Thôi để nguyên vậy luôn. Đó, bán 550 ha. Đó, mã 13. Rồi, cây này ha. Đó. 550 nha mọi người ha. Rồi, mã 14. Đây, mã lưỡi cưa Comboy ha, mới tin luôn. Cưa cua luôn 108 nè. Đó, Comboy 2.1 nè ha. Máy da băng nè ha. Chưa khui luôn ha. Đó, rồi cái cây này nè.
mùa này nữa là thôi xài là chứng thu ha. Rồi máy 14 mình bán 180 nha mọi người ha. Đây QD combo ha. Đó, 21 nè. Đây. Dạ bằng luôn ha. Rồi bán cái mã 14 này lấy cưa 2 tấc 1 combo ha, mới tin chưa sử dụng 180.000 ha. Rồi cả mã 15 mình bán một cây kèm mà đây. Kèm Watt nè ha, của Đức nữa mà ha. Kèm Watt nè. Mới luôn ha. Cây này mới. Đây. 300.000 nha. Đó. Đây, ha. 180 nữa ha, lại dài 180 rồi ha. Vốt nè, đó có số nó lên thôi. Này của Đức nha mọi người, đây. Đó, chiều dài đó cho mọi người xem. Nó khoảng 18 ha, 18 đúng luôn ha. Nó về cái lưỡi nó khoảng 2 phân ha. Đó, thích ha. Cắt thử mọi người xem. Đây mình cắt mọi người xem ha. Đó, kèm mới luôn mà cắt tử cho mọi người coi cái ha. Dây nhật nha mọi người. Đó. Đó ha, dây nhật đó nha. Đó. Còn cắt từng cái thì quá bén á. Đó, dây nhật đó nha, như vậy đó. Đây. Rồi bán cho kèm bút nè, của Đức nha mọi người ha. Đó, hiệu quốc nè. Trong đấy giờ chọn anh đi nhưng mà Đức ha. Đó. Rồi 300.000. Rồi mã 16 mình bán một cây kèm bút Aviha ha, của Đức luôn ha. Đó, thép trắng nè. Aviha của Đức luôn ha. Không có đóng thôi. Đó. Này giống như là chưa đóng lên đó mọi người. Đó. 300.000 luôn ha. Đó, đó kích thước mọi người xem. Rồi. Chiều dài khoảng 17 năm ha. Đó kèm nhọn ha. Đó. V2 ha. Đây. Đó, Đức ha. Rồi. Rồi mã cuối cùng. Đây cục cây kèm luôn, 17 luôn, 280.000 ha. Kèm này là đó, mã của nó đây. Kèm nó là Gander ha. Gander ha. Rồi, rồi cái mã cuối cùng là bán một cây kèm ha, gan ha. Hiệu này cũng của công ty Uha luôn rồi đây. Đó. Kèm cắt ha. Chiều dài của nó đây. Mười bảy ha. Đó. Cái đóng số này của Đức luôn mọi người, đây. Gan nè. Đó, gan ha. Đây, cái số đóng đây ha. Đó, rồi, cắt cho mọi người xem luôn. Này thép trắng luôn nha mọi người ha. Đó. Đó, bán lắm nha mọi người. Đó, ha. Đó, rồi ha. Đây. Mới tin ha, máy kèm này xài sướng kèm nhật nhiều ha mọi người ha. Nói chung kèm nhật xài không bao, không có bằng máy kèm này mình. Đó, thì nói chung là 208. Rồi bán mã số 7 với 208 ha. Rồi kèm này là 3 cây ha. Rồi nào muốn liên hệ mình thì mình có vài cây dài nữa ha. Đó. Rồi cảm ơn mọi người đã xem kênh ủng hộ. Chào mọi người ha.